Tại đêm hội Weibo năm nay, mỗi khách mời sẽ chuẩn bị một món quà đặc biệt và món quà này sẽ được tặng ngẫu nhiên. Trước khi vào thảm đỏ, khách mời bốc số để chọn quà. Dù ban tổ chức đã hé lộ danh sách người tặng và người nhận, tuy nhiên phải tới khi các nghệ sĩ đăng bài chia sẻ, người hâm mộ mới được chiêm ngưỡng một số món quà. Trên trang cá nhân, Queen Weibo năm nay đã viết: "Cảm ơn Weibo, cảm ơn mọi người, năm mới tiếp tục cố gắng." Trong số các bức ảnh nữ diễn viên chia sẻ, bức ảnh Dương Tử chụp cùng bố mẹ cô nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Được biết, bố mẹ Dương Tử cũng có mặt trong hội trường để ủng hộ con gái. Bên cạnh đó, Dương Tử còn chia sẻ món quà cô nhận được từ nam diễn viên Trương Tụng Văn. Ngay sau đó, Trương Tụng Văn đã để lại bình luận: "Chào sư muội Dương Tử, rất vui khi em bốc phải món quà của anh. Đây là đồ thủ công do anh tự làm, hy vọng em không chê. Đây là trúc tía, anh đã dùng đoạn giữa thân cây trúc tía để làm. Giống như dòng chữ trên hộp, chúc em năm 2024 sức khỏe dồi dào, sự nghiệp thăng tiến." Dương Tử gửi lời cảm ơn và bày tỏ hy vọng sau này có cơ hội được hợp tác cùng đàn anh. Nếu như Dương Tử rất tâm đắc với món quà nhận được, thì Vương Hạc Đệ lại đăng video với lời nhắn: "Cảm ơn anh Châu Diên, nhưng em phải làm thế nào để đổi quà? Xin chào mọi người, tôi là Vương Hạc Đệ. Hôm nay tôi bốc được món quà do Châu Diên tặng cho tôi tại đêm hội Weibo. Thẻ siêu VIP Weibo 10 năm, nhưng tôi muốn hỏi anh Châu Diên, phần thưởng này em phải đổi thế nào?" Video được dựng dưới dạng phỏng vấn với dòng chữ chạy: "Một người dân thành phố nhiệt tình sau khi bốc được phần thưởng không biết đổi quà thế nào, vì thế nhờ tới sự trợ giúp của đông đảo cư dân mạng." Nét diễn của Vương Hạc Đệ trong clip này khiến fan cười bò. Ngay sau đó, Châu Diên chia sẻ lại bài viết của Vương Hạc Đệ và trả lời: "Cậu cứ hủy thuê bao hàng tháng trước đã." Trên trang cá nhân, Trương Dư Hi khoe với người hâm mộ món quà cô nhận được là một chiếc cốc. Nữ diễn viên hóm hình viết: "Nhận được món quà rất thú vị, vừa uống nước vừa tập thể dục." Được biết, chiếc cốc này nặng tới 8kg, là của Ngô Lỗi. Theo thông tin của Sina, Trương Dư Hi cân nặng 39,5kg, thời điểm tăng cân nhất cũng chỉ hơn 42kg. Thế nên cư dân mạng đùa rằng Trương Dư Hi chắc chắn chỉ có thể trưng bày chiếc cốc này mà thôi. Khi được người hâm mộ hỏi nhận được món quà gì, Điền Hi Vi đã tiết lộ đó là bột mì. Đây là món quà của các thành viên của show truyền hình thực tế Làm Đồng Đi. Cư dân mạng suy đoán có thể đây là bột do chính tay các thành viên làm ra để mang đến đêm hội Weibo. Trong khi đó, nữ diễn viên Tần Lam khoe cô nhận được một con nhện đen may mắn đến từ Lý Nhất Đồng trong bộ phim đang quay Hồ Yêu Tiểu Hùng Nương Vương Quyền. Lý Nhất Đồng vào vai nhện yêu, vậy nên cư dân mạng rất thích thú khi nữ diễn viên lựa chọn món quà này. Thừa Lỗi cũng khiến cư dân mạng cười đau bụng khi đăng ảnh cảm ơn nữ diễn viên Trương Tiểu Phỉ vì đã tặng anh tấm vé cào may mắn. Bên dưới phần bình luận, Trương Tiểu Phỉ viết: "Chúc em năm mới may mắn gấp bội." Thừa Lỗi đáp lại: "Dùng vận may để ủng hộ bộ phim Cay Nóng Hôi Hổi của chị, hẹn gặp tại rạp vào ngày mùng 1 Tết." Mika có lẽ là khách mời ấm bụng nhất đêm hội Weibo khi nam ca sĩ bóc quà ngay tại chỗ. Món quà anh nhận được là một hộp thịt dê của nam diễn viên Avanca. Nam ca sĩ viết: "Tôi đã ăn no trước đêm hội Weibo, cảm ơn anh Avanca." Hiện cư dân mạng vẫn tiếp tục hóng các món quà độc lạ của các khách mời trong đêm hội Weibo.